mà ở trên thị trường hiện nay anh, thì nó có một số cái sản phẩm là nó có thể đọc được, cũng đọc được những cái biển báo giới hạn tốc độ và có cái giám sát khoảng cách của GPS ạ. Thì anh thấy những sản phẩm đấy thì anh thấy nó như thế nào, nó khác biệt gì so với cái Mobileye của mình? Thực ra là như các bạn đã biết thì Mobileye là một cái công ty phát minh công nghệ thị giác nhân tạo. Tức là sẽ dùng cái camera soi quét toàn bộ những cái thông tin gì diễn ra trên đường và đưa ra những cảnh báo va chạm, cảnh báo những cái gì liên quan đến nguy hiểm thì sẽ đưa cho ra cho tài xế để xử lý. Ví dụ như bạn hỏi về câu chuyện về biển báo giới hạn tốc độ thì Mobileye cũng đưa ra những cảnh báo giới hạn tốc độ và đọc biển báo giao thông, nhưng cách làm việc hoàn toàn khác nhau. Những cái sản phẩm khác trên thị trường chủ yếu là dùng một cái hệ thống dẫn đường và dùng GPS mặc định sẵn, là từng vào cái khu vực này thì sẽ giới hạn tốc độ là bao nhiêu. Tuy nhiên Mobileye có một cái rất là hay là Mobileye sẽ đọc và quét toàn bộ những cái biển báo thực tế trên đường, dù đấy là biển mặc định là từ trước do bộ thông hay là sở thông vận công chính có lắp, có đặt từ trước, nhưng mà có một cái khác nữa là có những cái biển cắm tạm thời, giới hạn tốc độ tạm thời. Các bạn có thể có những khu biển là có 15, 20 hay là 30 km/h chẳng hạn, thì những cái đấy thường là những biển cắm tạm thời giới hạn tốc độ, thì Mobileye sẽ đọc được cả những cái biển đấy nữa. Chứ nếu mà những biển cắm biển tạm thời này, những sản phẩm khác chắc chắn là sẽ không có. Đó. Ngoài ra Mobileye còn đọc được rất là nhiều biển báo khác nhau và để thông báo cho tài xế biết là cung đường này, đoạn đường này đang giới hạn cái gì. Ví dụ như biển này trên đường là đang cấm vượt này, và khi hết cấm vượt thì cũng nhận dạng được cái biển hết cấm vượt này, đi vào cao tốc này và đường vào cái biển hết cao tốc này, biển giới hạn tốc độ, dù có ở trên cao hay là ở bên đường thì Mobileye cũng đều quét được ở trong cái phạm vi mà soi quét của Mobileye. Ngoài ra thì Mobileye còn đọc được cả những cái biển mà vào cái cung đường này chỉ dành cho ô tô thôi chẳng hạn, cũng đọc để cho biết được là ở trên đường này sẽ không có xe máy và chỉ là sẽ đường chỉ dành cho ô tô. Và cái nữa là cái khác biệt là khi mà chúng ta đi vào một cái quét được một cái biển cấm hết hiệu lực thì lúc ấy Mobileye cũng đưa cho chúng ta cái thông tin đó là hiện lên trên màn hình, biết là chúng ta là Mobileye vừa quét được một cái biển cấm hiệu lực, là tất cả những cái gì cấm trước đó sẽ bỏ qua hết, giúp chúng ta có thể biết là an tâm với lái xe. Nghĩa là như bây giờ tôi đang thấy ở trên màn hình là nó quét được cái biển giới hạn tốc độ 100. Vâng. Lát nữa mà nó quét được cái biển là xóa bỏ cái hiệu lực đấy thì là cái biển 100 này nó sẽ mất. Đúng rồi. Nếu mà khi mà chúng ta quét một cái biển giới hạn tốc độ trên đường và sau đó gặp một cái biển khác thì sẽ soi quét tiếp một cái biển giới hạn tốc độ khác. Hoặc là nếu mà gặp một cái biển là hết biển giới hạn tốc độ, hết hiệu lực thì sẽ hiện lên một cái biển màu trắng và có 3 hay 4 gạch ngang đấy, bạn có thể thấy được. Đúng rồi. Đúng. Khi mà hiện lên thì đương nhiên cái biển 100 tốc độ của 100 km/h này sẽ không còn trên màn hình nữa. Tôi sẽ test được cho bạn biết là khi mà chúng ta đi quá tốc độ cho phép thì Mobileye sẽ cảnh báo như thế nào. Tôi có thể giới thiệu cho các bạn. Nếu mà Mobileye đọc được các biển mặc định trước của Mobileye thuộc mà đúng theo thiết kế và theo tiêu chuẩn quy chuẩn của hiệp ước quốc tế thì Mobileye sẽ soi quét và thông báo trên màn hình cho chúng ta biết được là cung đường đó hiện về gì. Sau đó là thu nhỏ trên màn hình, các bạn có thể thấy này, biển 100 km/h đang thu nhỏ trên màn hình biết. Tốc độ của Mobileye thì sẽ lấy qua cái mạng canvas của xe và qua dùng cái bộ sensor và kẹp vào cái dây tín hiệu tốc độ để chúng ta biết được tốc độ thực tế của xe chúng ta đang đi là bao nhiêu. Cái này có một sự khác biệt là tất cả những cái gì liên quan đến cảnh báo va chạm hay là chúng ta cảnh báo chệch làn đường hay là cảnh báo giới hạn tốc độ thì Mobileye đều dựa vào tốc độ thực tế của xe chứ không dùng GPS. Các bạn có thể thấy nếu mà chúng tôi quay ở trên cái camera hành trình này có cả GPS, có cả tốc độ hiện lên, các bạn có thể thấy là GPS sẽ bao giờ cũng chậm hơn này, trễ này, và vận tốc bao giờ cũng có sai số và thấp hơn thực tế chúng ta khoảng 10%, 8-10%. Thế nhưng chúng ta đang đi vận tốc này là 62 km/h thì chắc là đang của camera hành trình này cũng chỉ khoảng 60, thì chỉ đang chỉ khoảng 55-56 km/h thôi. Đấy, khi mà chúng ta đi vượt quá tốc độ thì trên màn hình sẽ nhấp nháy liên tục để cho chúng ta biết là chúng ta đang đi vượt quá tốc độ và chúng ta sẽ phải giảm tốc độ theo cái
quy định. Vâng, để xem. Đấy, các bạn có thể thấy là trên màn hình cái biểu tượng tốc độ 100 km/h đã chấp nháy liên tục để chúng ta đang đi vào tốc độ và chúng ta phải kịp thời điều chỉnh. Start recording emergency video. 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 Recording complete.